Nữ ca sĩ Vbiz phát biểu vỗ mặt đồng nghiệp, họ làm từ thiện nhưng không chuyên nghiệp, cần phải có tâm và trách nhiệm hơn. Không ngoa khi nói chưa khi nào showbiz Việt nhiễu loạn như hiện nay. Trước sức ép của dư luận về sự minh bạch, nhiều nghệ sĩ phải công khai hoạt động từ thiện và tạo nên cơn sốt sao kê đầy thị phi. Mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ gây chú ý khi có phát ngôn rất thẳng thắn về drama này. Tôi nghĩ ngọn nguồn vì chúng ta chưa có những quy định cụ thể về công tác kêu gọi sử dụng nguồn tiền từ thiện. Bản thân nghệ sĩ cũng xuất phát từ cảm xúc cá nhân do muốn san sẻ gánh nặng khó khăn với cộng đồng. Họ làm nhưng không chuyên nghiệp và nắm rõ các bước quy trình, vô tình dẫn đến những chuyện không hay. Cá nhân tôi làm từ thiện nhiều năm, đều từ quỹ cá nhân hay sự ủng hộ của một số ít bạn bè mạnh thường quân thân thiết, nhưng vẫn luôn sao kê. Đó là trách nhiệm mình cần làm để đảm bảo sự rõ ràng minh bạch. Việc khán giả phản ứng yêu cầu sao kê hay nghi ngờ cũng có lý do. Cầm tiền của người khác trong tay thì cũng phải chu toàn và có trách nhiệm giải thích với họ. Trao như thế nào, trao bao nhiêu và thu chi ra sao cần phải được làm rõ. Qua sự việc này, nghệ sĩ muốn làm từ thiện chắc chắn cần phải có tâm và trách nhiệm hơn. Về câu chuyện lùm xùm của những đồng nghiệp gần đây, tôi nghĩ điều cần thiết phải có bộ phận kiểm toán để được rõ ràng, tránh nghi ngờ hay đổ oan người vô tội. Tôi mong sẽ sớm có những quy định cụ thể để góp phần định hướng nghệ sĩ làm thiện nguyện, không xảy ra trường hợp đáng tiếc như thời gian qua. Trả lời cho câu chưa bao giờ nghệ sĩ tai tiếng như lúc này, nữ ca sĩ đánh giá. Những ngày qua, có nhiều tin tức tiêu cực liên quan đến showbiz. Tôi buồn và chạnh lòng khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Nguyên nhân mục đích không rõ thế nào, nhưng rõ ràng hậu quả chúng ta đã thấy được trước mắt. Tôi nghĩ việc gì cũng có hai mặt của nó, ngoài những chuyện xấu lùm xùm thì vẫn còn đâu đó hình ảnh tấm gương rất tốt. Đơn cử như các nghệ sĩ xung phong làm tình nguyện viên, hỗ trợ chở nhu yếu phẩm hay công tác thiện nguyện mùa dịch vừa qua. Là nghệ sĩ thì phải mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng như thế. Điều này đi ngược lại với những câu thóa mạ phán xét nghệ sĩ là phường xướng ca vô loài. Và tất nhiên mỗi người làm nghệ thuật cũng phải không ngừng trăn trở về vai trò của mình, làm sao sống và làm những điều hữu ích để lan tỏa cái hay cái đẹp tới khán giả. Không thể phủ nhận, cơn sốt sao kê vẫn chưa thể nào phản ánh đầy đủ tính minh bạch của hoạt động từ thiện. Bởi lẽ dù chính xác 100%, thì những trang sao kê cũng chỉ ghi nhận số tiền mạnh thường quân chuyển đến cho nghệ sĩ, còn từng khoản chi như thế nào vẫn là một đáp án khá mơ hồ. Cơn sốt sao kê không chỉ liên quan đến những cuộc livestream của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, nhắm đến vài nhân vật giải trí, mà còn hé mở không ít góc khuất về hoạt động từ thiện. Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện, trong đó có người đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Rõ ràng ở đây có câu chuyện pháp lý liên quan đến sự tín nhiệm dành cho nghệ sĩ làm từ thiện. Hiện nay về mặt tiêu chuẩn pháp lý, vẫn chưa cho phép cá nhân được kêu gọi quyên góp từ thiện. Ngay cả cơ quan báo chí cũng chỉ được phép tiếp nhận quyên góp, chứ không được phép phân phối trực tiếp các khoản từ thiện. Nói về cuộc sống giãn cách thời gian qua, Mỹ Lệ chia sẻ, chúng tôi may mắn vì có cuộc sống ổn định, chỉ trừ hai cô con gái du học Đức chưa thể về, các thành viên trong nhà vẫn quây quần suốt mùa dịch. Khi mỗi người dân đều ý thức dành thời gian cho nhau, tổ ấm cũng trở nên ấm cúng hơn. Mùa dịch, chứng kiến nhiều người ly tán sống xa nhà, tôi càng trân trọng hơn giá trị gia đình.